Chào các em, thầy xin giới thiệu, thầy là Vĩ Hữu Hải, là giáo viên thuộc đội nghiệp vụ Bộ Môn Toán, Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Hôm nay trong thời lượng 30 phút của chương trình, thầy và các em sẽ cùng ôn lại một số nội dung kiến thức trọng tâm thuộc chủ đề căn bậc 2. Một, nội dung kiến thức cần nhớ. Một, căn bậc 2 của một số A không âm là một số x sao cho x bình phương bằng A. Ở đây các em lưu ý là số a không âm. Với số a dương thì số a có hai căn bậc hai. Ký hiệu là căn a và trừ căn a. Số căn a được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0. Với a là một biểu thức thì gọi căn a là căn thức bậc 2 của a. 2 căn A xác định hay có nghĩa khi A lớn hơn hoặc bằng 0. 3. Hàng đẳng thức căn bậc 2. Căn của A bình bằng trị tuyệt đối của A và bằng A khi A lớn bằng 0 bằng trừ A khi A nhỏ hơn 0. 4. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương trong công thức này, nếu chúng ta nhìn theo chiều từ trái qua phải thì chúng ta có quy tắc khai phương một tích. Đó là căn của a nhân b bằng căn a nhân căn b. Các em lưu ý, công thức này chỉ đúng với điều kiện a lớn bằng 0 và b lớn bằng 0. Còn nếu các em quan sát công thức theo chiều từ phải qua trái thì chúng ta có công thức nhân căn bậc 2. Đó là căn a nhân căn b thì bằng căn của A nhân B 5 Liên hệ giữa phép chia Và phép khai phương Căn cỏ A trên B Bằng căn A trên căn B Các em lưu ý trong công thức này Ở đây điều kiện của A là A lớn bằng 0 Còn B lớn bằng 0 Chúng ta nhìn theo chiều ngược lại Thì chúng ta có công thức Chia căn bằng 2 Căn A trên căn B Thì bằng căn của A trên B 6 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Chúng ta có công thức có căn của A bình nhân B Thì bằng trị tuyệt đối của A nhân căn B Với điều kiện B lớn bằng 0 7 Đưa thừa số vào trong dấu căn Khi đưa thừa số vào trong dấu căn Các bạn lưu ý cho thầy Ở đây muốn đưa thừa số A vào trong dấu căn Thì các bạn cần quan tâm tới dấu của thừa số A Nếu như A lớn bằng 0 Và B lớn bằng 0 Chúng ta có công thức A căn B bằng căn của A bình nhân B. Còn nếu như A nhỏ hơn 0 và B lớn bằng 0 thì chúng ta công thức đó là A căn B sẽ bằng trừ căn của A bình nhân B. Bây giờ thầy và các em sẽ vận dụng một số cái nội dung kiến thức này vào làm một số bài tập. Chúng ta sang phần 2 bài tập. Bài 1. Ở đây thầy đưa ra là tìm x để mỗi biểu thức sau có nghĩa. Trong bài 1, thầy đưa ra 4 câu câu A, câu B, câu C, câu D. Các em quan sát đề bài. Ở bài 1 này chúng ta thấy rằng để giải được bài 1 thì chúng ta cần ghi nhớ nội dung kiến thức đó là căn a xác định hay là có nghĩa khi a lớn bằng 0. Chúng ta cùng vào câu A. Câu A. Căn của 12 cộng X có nghĩa khi 12 cộng X lớn bằng 0. Chúng ta chuyển về chúng ta được X lớn bằng trừ 12. Tiếp tục chúng ta sang câu B. Ở biểu thức câu B chúng ta thấy rằng ở đây có căn của x 2 cộng với căn của 3 x 12. Vậy để biểu thức căn x 2 cộng căn của 3 x 12 có nghĩa thì các biểu thức căn x 2 và căn của 3 x 12 đều phải có nghĩa. Do vậy chúng ta có căn x 2 cộng căn của 3 x 12 có nghĩa khi x 2 lớn bằng 0 và 3 x 12 lớn bằng 0. Chuyển về chúng ta được x lớn bằng 2 và 3x lớn bằng 12. Lúc này chúng ta được x lớn bằng 2 và x lớn bằng 4. Ở đây thầy lưu ý các em là cách lấy đáp số. x lớn bằng 2 và x lớn bằng 4 thì chúng ta lấy đáp số là x lớn bằng 4 để thỏa mãn đồng thời hai điều kiện x lớn bằng 2 và x lớn bằng 4. À tiếp tục. Chúng ta sang câu C. Ở đây các em quan sát thấy căn của 3x 9 trên 2 có nghĩa khi 3x 9 trên 2 lớn bằng 0. Các em quan sát một phân thức lớn bằng 0 mà có mẫu là âm 2 là số âm rồi. Vậy tương đương với 3x 9 phải nhỏ bằng 0. Chuyển về chúng ta được 3x nhỏ bằng 9 và chúng ta giải ra được đáp số x nhỏ bằng 3. À, tiếp theo, thầy và các em sang câu D. Ở câu D các bạn quan sát thấy rằng căn của 220 x trên 1 cộng x bình có nghĩa khi 220 x trên 1 cộng x bình lớn bằng 0. Phân thức 220 x trên 1 cộng x bình lớn bằng 0. Các em để ý thêm một chút đặc biệt ở đây mẫu chính là một cộng x bình Luôn luôn lớn hơn 0 với mọi x Do vậy phân thức 220 chữ x Trên 1 cộng x bình lớn bằng 0 Thì tương đương với điều kiện Đó là 220 chữ x lớn bằng 0 Ta chuyển 220 Thì hôm nay chúng ta được là Chữ x lớn bằng Chữ 220 Ở đây các em quan sát trong bất phương trình này, nếu chúng ta chia cả hai vế cho âm 1 thì bất phương trình đổi chiều. Như vậy lúc này chúng ta được đáp số là x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2020. À, như vậy thông qua bài tập 1 các em đã ghi nhớ công thức đó là căn A xác định hay là có nghĩa khi A lớn bằng 0 và vận dụng làm được bài 1 và các bạn lưu ý một số cái sai lầm trong giải toán. À, bây giờ thầy và các em tiếp tục bài số 2. Thực hiện phép tính. Ở đây thầy đưa ra hai câu, đó là câu A và câu B. Các em quan sát đề bài. Ở đây các em thấy rằng để giải được câu A chúng ta cần ghi nhớ nội dung kiến thức. Căn của A bình bằng trị tuyệt của A và bằng A khi A lớn bằng 0 bằng trừ A khi A nhỏ hơn 0. Ta đi vào câu A. Ở đây biểu thức P bằng căn của 1 trừ căn 3 tất cả bình trừ đi căn 3. Thầy áp dụng công thức căn A bình bằng trị đối của A, lúc này ta được P sẽ bằng trị đối của 1 trừ căn 3 trừ căn 3. Các em quan sát thấy 1 nhỏ hơn căn 3. Do vậy, hiệu của 1 trừ căn 3 nhỏ hơn 0. Lúc này, giá trị tuyệt đối của 1 trừ căn 3 sẽ bằng căn 3 trừ 1. Ta thu gọn căn 3 với căn 3, ta được đáp số P bằng trừ 1. Tiếp theo, chúng ta sang câu B. Ở đây các em thấy rằng để giải được câu B thì chúng ta cần phải viết biểu thức 6 trừ 2 căn 5 dưới dạng bình phương một hiệu. Và theo kinh nghiệm của thầy thì để viết được cái biểu thức 6 2 căn 5 về dạng bình phương một hiệu thì người ta thường viết 2 căn 5 về dạng 2ab. Ở đây thầy viết thành 2 nhân căn 5 nhân 1. Đến đây để có hạng tử thức, chúng ta cần phải có căn 5 tất cả bình và 1 bình. Các em quan sát. Chúng ta thấy rằng căn 5 bình thì bằng 5. 1 bình bằng 1 5 cộng 1 bằng 6 Như vậy phép toán của chúng ta hoàn toàn hợp lý Lúc này các bạn để ý thấy Biểu thức căn 5 tất cả bình Trừ 2 x căn 5 x 1 cộng 1 bình Chính là bình phương một hiệu Và được viết bằng Căn 5 trừ 1 tất cả bình Đến đây ta lại áp dụng thức Căn A bình bằng trị đối của A Thì lúc này các em được Chỗ này sẽ bằng trị tuyệt đối của căn 5 1 cộng 1. Và các bạn phát hiện thấy rằng hiệu căn 5 1 có giá trị dương. Do vậy trị tuyệt đối của căn 5 1 chính bằng căn 5 1 Ta thu gọn trừ 1 với cộng 1 hết và ta được đáp số là căn 5 Như vậy qua bài tập số 1 và số 2, thầy và các em đã vận dụng cái hàng đẳng thức đó là căn A bình bằng trị tuyệt đối của A. À, tiếp theo, thầy và các em vẫn sử dụng hàng đẳng thức căn A bình bằng trị đối của A để làm bài tập số 3. Bài 3, rút gọn các biểu thức. Ở đây thầy đưa ra 3 câu, câu A, câu B, câu C. Các em quan sát đề bài. Thầy và các em cùng đi vào câu A. Ở đây các em quan sát thấy căn của x bình thì chính bằng trị tuyệt đối của x. Lúc này biểu thức a được viết bằng 2 nhân với giá trị tuyệt đối của x cộng 5x rất nhiều bạn khi giải bài tập không để ý đến điều kiện bài cho ở bài này các bạn quan sát thấy với điều kiện x lớn bằng 0 thì giá trị tuyệt đối của x chính là bằng x lúc này biểu thức a được viết bằng 2x cộng với 5x và lúc này ta được kết quả là 7x Tiếp theo chúng ta sang câu B B bằng căn của 9x bình cộng với 2x Ở đây các em quan sát thấy Căn của 9x bình thầy viết thành căn của 3x tất cả bình cộng với 2x Và áp dụng hàng đẳng thức chữ căn chúng này ta được B sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 3x cộng với 2x. Các em quan sát điều kiện bài cho ở đây chính là x nhỏ hơn 0. Với điều kiện x nhỏ hơn 0 thì biểu thức 3x có giá trị âm. Lúc này giá trị tuyệt đối của 3x chính bằng trừ 3x. Và biểu thức B của chúng ta lúc này chính bằng trừ 3x cộng 2x. Ta thu gọn đi, ta được kết quả là trừ x. À, tiếp tục thầy và các em Câu C. Các em quan sát đề bài các bạn thấy rằng ở đây biểu thức 16 8x cộng x bình được viết bằng 4 x tất cả bình. Và lúc này ta được biểu thức C sẽ được viết bằng x 4 cộng với giá trị tuyệt đối của 4 x. Các em dựa vào điều kiện bài cho đây là x nhỏ hơn 4. Với điều kiện x nhỏ hơn 4 thì 4 x có giá trị dương. Lúc này giá trị tuyệt đối của 4 chữ x chính bằng 4 chữ x và lúc này ta được C sẽ bằng x 4 cộng với 4 chữ x. Ta thu gọn x với chữ x hết, chữ 4 với cộng 4 hết và ta được đáp số C bằng 0. Như vậy, thông qua bài tập số 2 và số 3, thầy và các em đã sử dụng hàng đẳng thức đó là căn A bình bằng trị tuyệt đối của A để làm bài tập. Tiếp theo, thầy và các em sẽ vận dụng phép nhân, phép chia và phép khai phương để làm các bài tập tiếp theo. Chúng ta sang bài số 4. Rút gọn. Ở đây thầy đưa ra hai câu, đó là câu A và câu B. Các em quan sát đề bài. Ở đây các em thấy rằng để giải được câu A chúng ta chỉ cần sử dụng quy tắc nhân căn bậc 2. Ở đây A bằng căn của 12,1 nhân căn của 360. Lúc này thầy viết biểu thức A chính bằng căn của 12,1 nhân với 360. Và lúc này thầy viết A chính bằng căn của 121 nhân 36. Và thầy viết bằng căn 121 nhân căn 36 và bằng 11 nhân 6 bằng 66. Chúng ta đã làm xong câu A. À tiếp theo thầy và các em sẽ đi vào câu B. Ở đây biểu thức B bằng căn của 48x mũ 5 trên căn của 3x mũ 3 cộng với căn của 45x bình y trên căn 5y với điều kiện x dương, y dương. Để giải được câu B này, các em áp dụng công thức chia căn bằng 2. Lúc này ta được biểu thức B sẽ bằng căn của 48x mũ 5 trên 3x mũ 3 cộng với căn của 45 x bình y trên 5 y các bạn thu gọn đi các bạn được b sẽ bằng căn của 16 x bình cộng với lại căn của 9 x bình lúc này thầy viết biểu thức b sẽ bằng căn của 4 x tất cả bình cộng với căn của 3 x tất cả bình và lúc này thầy viết b sẽ bằng trị đối của 4 x cộng với trị đối của 3 x Đến đây các bạn quan tâm đến điều kiện đề bài cho là x dương. Với điều kiện x dương thì biểu thức 4x có giá trị dương và biểu thức 3x có giá trị dương. Do vậy trị tuyệt đối của 4x lúc này sẽ bằng 4x, giá trị tuyệt đối của 3x sẽ bằng 3x và ta được kết quả là b sẽ bằng 4x cộng 3x bằng 7x. Như vậy thông qua bài tập số 3 và số 4 chúng ta thấy rằng chúng ta cần ghi nhớ nội dung kiến thức đó là căn của A nhân B thì bằng căn A nhân căn B với điều kiện A lớn bằng 0 và B lớn bằng 0. Và công thức khai phương một thương đó là chúng ta có căn của A trên B bằng căn A trên căn B. Ở đây với điều kiện A lớn bằng 0 và B lớn 0. Ở nội dung tiếp theo, thầy và các em sẽ sang bài tập số 5. Đó là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Ở bài tập số 5, thầy đưa ra ba câu, câu A, câu B, câu C. Các bạn thấy rằng để giải được các bài tập có nội dung liên quan đến đưa thừa số ra ngoài dấu căn thì các bạn cần lưu ý cho thầy nội dung kiến thức. Đó là khi đưa thừa số ra ngoài dấu căn thì các bạn quan tâm đến công thức căn của A bình nhân B thì bằng trị đối của A nhân với căn B với điều kiện B lớn bằng 0. Chúng ta đi vào câu A. Căn của 3 bình nhân 2 thì ở đây thầy đưa ra bằng 3 căn 2. Câu B. Căn của 4 x bình y ở đây điều kiện của chúng ta là x y lớn bằng 0. Lúc này biểu thức 4 x bình phương y thầy viết thành 2x tất cả bình nhân với y. Và lúc này thầy viết thành trị tuyệt đối của 2 nhân với căn y. Ở đây các em để ý thấy rằng điều kiện là x lớn bằng 0. Do vậy giá trị tuyệt đối của 2x bây giờ chính bằng 2x và lúc này ta được b sẽ bằng 2x căn y. Chúng ta đi sang câu C. Ở câu C thì các bạn quan tâm tới điều kiện đề bài cho là y dương và Z nhỏ hơn 0. Lúc này các bạn để ý thấy trong câu C thì biểu thức 4 y mũ 3 Z bình thầy viết thành 2 y Z tất cả bình nhân với y. Và áp dụng công thức lúc này thầy được 1 trên 2 y Z nhân với giá trị tuyệt đối của 2 y Z nhân với căn y Lúc này các em để ý thấy điều kiện là y dương z âm. Khi y dương z âm thì 2yz có giá trị âm. Lúc này giá trị tuyệt đối của 2yz chính bằng trừ 2z và loại này ta được kết quả là 1 trên 2yz nhân với trừ 2z nhân với căn y. Các bạn rút gọn 2yz đi và các bạn được kết quả là trừ căn y. Như vậy qua bài tập số 5, thầy đã sử dụng nội dung kiến thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn để làm một số câu A, câu B, câu C. Thì các bạn lưu ý là căn của A bình nhân B chính bằng trị tuyệt đối của A nhân căn B với điều kiện B lớn bằng 0. Tiếp theo chúng ta sang bài số 6. Bài số 6 là đưa thừa số vào trong dấu căn. Ở đây thầy đưa ra 3 câu. Câu A, câu B, câu C khi đưa thừa số vào trong dấu căn thì các bạn à, ghi nhớ cho thầy lợi dung kiến thức đó là muốn đưa thừa số vào a vào trong dấu căn thì các bạn cần quan tâm tới điều kiện của a nếu như a lớn bằng 0 và b lớn bằng không thì loại ta được a căn b sẽ bằng căn của a bình nhân b còn nếu như a âm và b lớn bằng không thì loại ta có công thức đó là a căn b bằng trừ đi căn của a bình nhân b Chúng ta sẽ vận dụng nội dung kiến thức này để làm câu A. Ở đây chúng ta để ý thấy ba dương. Do vậy thầy đưa vào trong dấu căn chính bằng căn của 3 bình nhân 7 và bằng căn 63. Câu B. A căn 5, ở đây bài cho điều kiện là A dương. Do vậy thừa số A thầy đưa vào trong dấu căn chính là bằng A bình. Do vậy lúc này ta được A căn 5 chính bằng căn của A bình nhân 5 bằng căn của 5A bình. Câu C. Câu C thì các bạn thấy rằng ở đây đề bài cho điều kiện là A âm. Lúc này biểu thức A căn của trừ 11 trên A sẽ bằng trừ đi căn của A bình nhân với trừ 11 trên A. Các bạn uh, rút gọn A bình với A rút gọn được A thì lúc này ta được kết quả là trừ đi căn của trừ 11 nhân A. Như vậy thông qua 6 bài tập thầy và các em đã hệ đã vận dụng được nội dung kiến thức trọng tâm của chủ đề căn bậc 2 để làm các cái dạng toán cũng như các bài tập có liên quan uh, để giúp cho các em làm sâu hơn cái nội dung kiến thức thì thầy đưa ra một số các bài tập tự luyện. 3 bài tập tự luyện. Ở đây thầy đưa ra hai bài, bài 1 và bài 2. Bài 1 là tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa. Đây các bạn lưu ý có 4 câu, câu A, câu B, câu C, câu D. Bài 2 thực hiện phép tính ở đây thầy đưa ra 5 câu. Đó là câu A, câu B, câu C, câu D, câu E. Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin thân ái và chào tạm biệt các em.